Hello, em xin mến chào lại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Ngọc Channel. Và mến chúc đại gia đình của mình có những giây phút vui vẻ và thư giãn khi xem những cái clip kể chuyện của em nha quý vị. Thì đến với chương trình kể chuyện ngày hôm nay, em xin phép kể cho quý vị nghe cái câu chuyện nói về bà thím thử một đêm với trai. Tao nói siêu to khổng lồ luôn. To dài. Cái kết tao nói lê lết luôn. Mến mời đại gia đình của mình cùng thưởng thức cái câu chuyện ngắn này nha. Thì có một cái anh này, ảnh ở trong cái làng á, thì ảnh nổi tiếng là đẹp trai mà hiền nhất cái làng luôn. Cho nên là số anh này đào hoa dữ lắm. Ảnh lấy một cô vợ đầu tiên. Thì cái cô này á, tao nói đẹp ơi là đẹp luôn vậy đó. Nhưng mà không biết làm sao nữa, ở mới được có 5 tháng à, là người ta chịu không nổi, ta về với má người ta. Cái anh này ảnh cưới vợ thứ hai, tại anh này ảnh đẹp trai mà, cho nên ảnh yêu ai thì người ta cũng bằng lòng hết, không ai mà từ chối tình yêu của ảnh hết á. Cho nên là ảnh cưới thêm cô vợ nữa. Tưởng gì mới ở có 2 tháng à, rồi người ta cũng sợ luôn, tại về với má người ta cũng không biết lý do gì sao luôn. Rồi ảnh đi cưới cô vợ thứ ba. Đó, cho nên là đàn ông mà đẹp trai mà có quyền, cho nên là muốn cưới ai cưới với lại nhà cũng khá giả giàu có nữa. Thì tới khi mà cưới cái cô thứ ba này thì cái cô này chịu không nổi luôn, có 1 tháng thôi là tự nhiên cũng về với má cổ luôn mà không bao giờ dám quay trở lại luôn. Thì cái hàng xóm ta nói ta đồn bàn tán xôn xao, ta nói trời sao kỳ ta, sao cái thằng này nhìn nó cũng hiền, đâu có đến nỗi nào đâu, mà tại sao bao nhiêu con nhỏ đẹp thiệt đẹp mà lại đây cũng không chịu nổi thằng này, nó cũng đi về với má nó hết á. Thì cái bà thím kế bên nhà, cái bà này thì bà nổi tiếng là coi như là trải qua gần 5-6 đời chồng rồi. Chồng chết, chồng mất có nè, rồi ly dị cũng có nữa, mà 5-6 đời chồng rồi. Cho nên là bà cũng thắc mắc nữa. Bà nói trời sao thấy thằng này đẹp trai mà nó hiền nữa, mà sao kỳ ta, sao mà không có con nhỏ nào chịu nổi nó đó, mà lý do gì mà tại sao mà nó lại, người ta phải sợ nó, người ta bỏ ta về với má người ta vậy ta. Tất cả mọi người đều có một câu hỏi chung mà không có câu trả lời luôn. Thì cho đến một ngày nọ, ba má anh này thấy vậy thì mới đi lên shop trên á, nhờ người may mối cưới thêm một cô vợ nữa. Thì kỳ này á, đám cưới diễn ra hoành tráng lắm nha. Đó, thì đám cưới diễn ra tao nói linh đình luôn, anh này đẹp trai lắm, cho nên là cưới nữa thì cũng coi cô kia cũng chịu luôn. Thì tới khi mà đám cưới xong á, thì động phòng xong xuôi hết trơn rồi, thì sáng mơ á, là cái bà thím này bà cũng thắc mắc, không biết nhỏ này nó chịu được bao nhiêu ngày rồi nó cũng sẽ về với má nó thôi à. Nó nhìn này nó hiền mà sao không biết cái nguyên nhân gì, lý do gì mà nó dễ sợ vậy đó. Thế là cái anh này nè, ảnh cũng đi cưới vợ, tới khi cái cô này ngủ đêm sáng ngày, tự nhiên cổ đem hết mùng mình chú gói ra đường ngoài đường, cổ giặt hết trơn. Thì cổ giặt xong cổ phơi, thì bà thím tình cờ bà đứng bên cái nhà của bà, có cái hàng rào đó, bà nhìn thấy cái cô vợ anh này lấy hết mùng mình chú gói rồi quần áo ngủ giặt hết trơn luôn. Thì bà cũng hiếu kỳ, bà mới lại gần, bà mới nói em ơi, chị là hàng xóm láng giềng, chị thấy có cái chuyện này nó lạ quá, chị xin phép được hỏi em đừng nói chị nhiều chuyện tội nghiệp chị nghe. Dạ thì chị cứ hỏi đi chị, đâu có gì đâu, cô vợ này cũng hiền. Em ơi, sao anh thầy chị thấy sao mà đêm ngủ sáng ngày tự nhiên là em giặt hết bụng mình chiếu gói vậy, sao kỳ với em, thường thường bụng mình chiếu gói phải năm mình mới giặt, hay mấy tháng giặt lần chứ em, sao kỳ vậy, em có thể cho chị biết được không? Thì cái cô vợ anh này mới nói dạ tại vì nó ướt em giặt chị ơi. Rồi cái cổ mới đi vô nhà. Một cái câu trả lời mà làm cho cái bà thím này bà còn tò mò, còn hiếu kỳ hơn nữa. Mà lý do gì nó ướt? Thì qua ngày mai thì vẫn y chang vậy luôn. Cô này vẫn đem mùng mình chiếu gói ra giặt tiếp. Rồi ngày mốt cũng giặt nữa, giặt hoài, ngày nào cũng giặt. Thì cái kỳ này bà thím mới chịu hết nổi, rồi bà mới phóng qua bờ mương bà hỏi. Em ơi, không mấy em có thể cho chị biết á, cái nguyên nhân gì mà khiến cho ngày nào cũng như ngày nãy em cũng đem mùng mình chiếu gói ra em giặt hết được không em? Chị thấy nó cái chuyện này nó lạ quá à. Nếu mà em có cái gì mà ẩn khúc trong lòng á, em cứ tâm sự với chị. Chị á, đã từng trải 5-6 đời chồng rồi, cho nên là chị có kinh nghiệm nhiều lắm, có gì chị giúp em. Đó. Thì cái cô này cổ nghe vậy thì cổ nghĩ chứ chị em phụ nữ mà còn giấu giếm chi nữa, đã đến nước này rồi thì em cũng không có giấu chị chi. Em định là em giặt xong cái mớ mùng mền này nè là em đi về với má em luôn chị ơi. Thì bà thím mới hỏi ủa gì kỳ vậy em, mới lấy chồng có mấy ngày mà sao về với má em là sao? Em về em bỏ anh này em không ở được đâu. Ủa mà sao vậy em, có thể nói chị biết được không, có gì chị giúp cho? Bộ chồng em quánh em hả? Dạ không, ảnh hiền lắm, anh không có quánh em.
Ừ, nghe nói thằng này nó hiền lắm mà, đâu có quánh vợ đâu. Vậy chứ lý do gì mà em bỏ chồng em về với má em? Có thể cho chị biết được không? Bà này bán nhiều chuyện tới nơi tới chốn luôn. Thì cái cô này á, cô vợ anh này mới nói chứ thật ra đó, lúc mà người ta mai mối thì ai cũng nói ảnh hiền á, thiệt ảnh hiền thiệt. Nhưng mà tới lên động phòng á, chị biết không, ảnh xỉn vô một cái ảnh làm em nó nói mà tao nói té nước luôn. Trời ơi, nó ướt nhẹp hết trơn là phải giặt chứ làm sao giờ chị. Trời ơi, em đâu có ngờ đâu. Thôi chắc em về với má em quá, chắc ly dị anh này quá. Thì khi mà nghe cái chữ té nước á, thì bà thím này bà cùng hiếu kỳ còn tàn bạo nữa. Trời đất ơi, em nói thiệt hay chơi vậy, chứ thật ra chị là đâu phải không có chồng đâu. Trời, chị là từng trải qua 5-6 đằng thằng chồng rồi, cho nên là chưa có một cái trường hợp nào mà nó như em hết trơn á. Cái gì mà té nước dữ vậy em, mà có té nước thiệt không? Dạ thiệt. Thôi bây giờ như vậy, em nói chị không có tin đâu, không mấy tối nay á em chuốc rượu cho chồng em nó say đi, đằng nào em cũng về với má em rồi, em có thể cho chị thử một cái được không, để chị biết được có phải là té nước hay không, chứ chị thắc mắc lắm, làm gì có chuyện té nước. Thế là cái cô gái này cổ thấy cái bà thím này á cũng tội nghiệp quá đi, cho nên là cổ mới nói thôi được rồi, chị không tin em thì thôi được rồi, tối nay em sẽ cho ông chồng em nhậu bữa hoành tráng rồi ổng xỉn đi, rồi em mở cửa cho chị vô nhà ha. Ừ, vậy nha em, nhớ nha không, 9 giờ đêm nghe em, hẹn giờ hẹn địa điểm xong xuôi. Tối hôm đó thì cái cô này cô cũng ông chồng thì cũng xỉn rồi, thì tắt đèn một cái thì nhà ngói cũng như nhà tranh, đâu biết trời đất mây nước gì mà không biết có làm hay không nữa, bà thím này bá bay vô trong đó. Trời đất ơi, sáng sớm ngày mơ tao nói bà thím á, bà đi ra tao nói đầu tóc bà nó đù xù rối nùi hết trơn trọi, mặt mày hốc hác giống như là cả đêm không ngủ vậy đó. Cái cô này còn mới hỏi sao chị thử đi chị thấy sao rồi, có phải té nước như em nói không chị. Trời đất ơi em ơi trời đất ơi, chị thấy em nói té nước, chị mới khuyên em là trời ơi làm gì có cái chuyện đó. À, ông anh chị nghĩ là chồng em nó hiền lắm, làm gì mà có cái chuyện mà như em nói. Tới khi mà chị thắc mắc thì chị mới xin em thử, em cho chị thử một cái, trời ơi phải kêu bằng trời ơi luôn á, đất hỡi luôn á, chồng em tao nói nó làm em té nước lệch á, chứ nó làm chị nè rớt mấy cục cức ra luôn đây này, rớt mấy cục mứt ra luôn đây này. Tao nói cho bà thím này bả nhiều chuyện, tao nói bả chừa bả sợ tới già luôn, chứ không dám thử cái chuyện té nước này tới bả thì bả rớt mấy cục mứt cái luôn đây này. Rớt mấy cục cứt cho mới chịu. Quý vị thấy câu chuyện của em nó đậm đà bản sắc dân tộc kia không đó. Thì mến mời đại gia đình của mình đón xem những cái clip tiếp của em nha, nhớ like video đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Xin chào.